Trời đất ơi, cái gì mà thấy ghê vậy nè? Đứng lại đó. Ủa, là em hả Trà Xanh? Sao tự nhiên hôm nay rào đường lại không cho ai đi vậy nè? Đường này chỉ cho người khỏe mạnh đi thôi. Gì kỳ cục kẹo vậy? Chứ bữa giờ anh vẫn đi bình thường mà đâu có thấy gì đâu. Không có kỳ cục kẹo cục mất gì cả. Em canh gác ở đây, em có quyền. À, nhưng mà anh Đông khỏe mạnh mà. Anh Đông đâu có bệnh tật gì đâu. Có nè. Khỏe hay không khỏe phải kiểm tra mới biết. Kiểm tra hả? Ờ, kiểm tra thì kiểm tra. Nhưng mà kiểm tra làm sao? Đừng có nói là bắt anh hít đất rồi nha. Xưa rồi. Đứng một chân rồi nhảy đây. Cái gì? Đứng một chân rồi nhảy hả? Làm thì qua, không thì về. Rồi, làm thì làm. Không có việc gấp thì đừng có hòng mà nha. Nhảy đúng không? Nhảy. Trà Xanh, xong chưa vậy em? Xong chưa? Anh mệt quá. Vẫn chưa nè, một lần nữa. Trời ơi, một lần nữa hả? Không được, không ổn rồi. Không ổn rồi, trời ơi, chết anh rồi, chết anh. Ui da, chóng mặt quá. Ây da, chóng mặt quá, chóng mặt quá. Sao vậy anh Huỳnh Đông? Có ổn không vậy anh? Anh không ổn, anh không ổn miếng nào hết. Anh bị rối loạn triều đình mà. À, không, anh bị rối loạn tiền đình mà. Đâu tôi khỏe ơi, cứu người. À, cũng may là nhẹ thôi, chứ nặng á thì chắc Quỳnh Đông quéo queo rồi. Bị rối loạn tiền đình nhẹ, vậy thì con có thể giúp được mà. À, dạ, đốc tôi khỏe ơi. Quỳnh Đông không hiểu là tại sao đốc tôi khỏe lại kêu rau đắng biển giúp hỗ trợ điều trị rối loạn tiền đình vậy. À, vì nguyên nhân thường gặp nhất của rối loạn tiền đình là do thiếu máu não và các nguyên nhân khác như là nhiễm trùng, nhiễm độc, chấn thương sọ não. Trong khi đó, rau đắng biển của em thì lại có chứa các hoạt chất saponin gồm bacoxit A và bacoxit B, có tác dụng gia tăng tuần hoàn não, tăng cường dẫn truyền xung động ở hệ thần kinh, chống oxy hóa tế bào não, giúp cho não tỉnh táo và nhận thức tốt đó. À, vậy là Quỳnh Đông hiểu rồi. Có nghĩa là em rau đắng biển đây rất là tốt cho những người bị thiếu máu não. Chính xác. Do vậy mà trong bữa ăn hàng ngày, thường xuyên thêm rau đắng biển vào khẩu phần ăn là cách giúp cho tuần hoàn máu não tốt, giảm nguy cơ bị rối loạn tiền đình. Mà sao con thấy anh Huỳnh Đông khỏe mạnh, biểu hiện cũng không giống rối loạn tiền đình lắm thì phải? Khổ quá, anh giả bộ thôi. Anh phải làm như vậy để tránh đi cái thử thách của Trà Xanh. Chứ anh có bệnh hoạn gì đâu. Mà tại nghe đốc tôi khỏe nói là em rau đắng biển có thể hỗ trợ điều trị rối loạn tiền đình nhẹ, cho nên anh diễn luôn vậy đó mà. Trời, chắc ta rối loạn tiền đình với Quỳnh Đông luôn quá. Anh đúng là làm diễn viên luôn đó. Thôi đừng có chọc anh nữa mà. Bây giờ mình chào khán giả đi, thời lượng chương trình cũng đã hết rồi nè. Và Quỳnh Đông, đốc tôi khỏe và em rau đắng biển xin chào quý vị khán giả nha. Hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Tạm biệt. Tạm biệt khán giả. Hẹn gặp lại trong chương trình sau nhé quý vị.